Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. Mỹ đề nghị bù đắp cho Israel nhằm ngăn chặn cuộc tấn công vào Iran. Đài phát thanh quốc gia Khan của Israel ngày 6 tháng 10 đưa tin sau khi Iran bắn tới 180 quả tên lửa đạn đạo vào Israel tối 1 tháng 10. Chính quyền Tel Aviv và Mỹ đã có các cuộc thảo luận về hành động tấn công trả đũa. Trong quá trình này, các quan chức Mỹ đã đề nghị sẽ trợ giúp ngoại giao rộng hơn và bổ sung viện trợ quân sự cho Israel nếu nước đối tác này tránh ra tay với một số mục tiêu nhất định ở Iran. Khan trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel nhấn mạnh, Israel luôn xem xét ý kiến của đồng minh Mỹ và sẵn sàng lắng nghe họ, nhưng sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ công dân và an ninh của đất nước. Tel Aviv đã chính thức tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran, nhưng phương thức, địa điểm và thời gian hành động vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc phê duyệt. Theo Đài phát thanh quốc gia Israel, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Michael Kurila, đang ở Israel và tham dự các cuộc họp với ban lãnh đạo an ninh của nước sở tại. Mặc dù Washington luôn ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2 tháng 10 công khai phản đối bất kỳ vụ tập kích nào từ các lực lượng Tel Aviv vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Giới quan sát nhận định, quan điểm này cho thấy chính quyền Biden muốn ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng khắp khu vực và leo thang hạt nhân ở Trung Đông. Thay vào đó, Mỹ lựa chọn con đường ngoại giao và trừng phạt kinh tế để kiềm chế Tehran. Hứng 30 lỗ thủng, căn cứ không quân Israel thiệt hại đến đâu? Dựa vào ảnh chụp vệ tinh, các nhà phân tích cho rằng căn cứ không quân Nevatim của Israel có thể đã trúng hơn 30 tên lửa của Iran trong cuộc tập kích hôm 1 tháng 10. Hãng tin NPR cuối tuần qua dẫn ảnh chụp vệ tinh của công ty Planet Labs cho thấy các điểm hư hại tại nhà chứa máy bay, đường lăn và các tòa nhà bên trong căn cứ không quân Nevatim của Israel. Các video đăng lên mạng xã hội cho thấy nhiều đầu đạn tấn công căn cứ. Chúng tôi thấy hơn 30 miệng hố và các tòa nhà bị hư hại, cho thấy hơn 30 tên lửa đã đánh trúng căn cứ. Jeffrey Lewis, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Monterey cho biết, đêm 1 tháng 10, Iran đã bắn khoảng 200 tên lửa vào Israel để trả thù cho cái chết của một loạt chỉ huy Hamas và Hezbollah. Ngoài Nevatim, Iran cũng nhắm đến các căn cứ quân sự khác của Israel, trong đó có căn cứ Tel Nof ở miền trung Israel và trụ sở tình báo Israel Mossad. Dựa trên những tính toán sơ bộ về những gì đã xảy ra ở Nevatim, giáo sư Lewis tin rằng một số lượng đáng kể tên lửa của Iran có thể đã bắn trúng mục tiêu. Nếu lấy Nevatim làm ví dụ, điều đó có nghĩa là hơn một nửa tên lửa Iran đã đánh trúng mục tiêu, ông nhận định. Nói cách khác, tên lửa của Iran đã chọc thủng hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Israel. Có nhiều lý do khiến nhiều tên lửa Iran có thể xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel. Hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt của Israel chỉ có thể đánh chặn các tên lửa tầm ngắn, bay thấp, thuộc loại được Hezbollah và Hamas sử dụng. Để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran, Israel cần hệ thống phòng thủ Arrow-2 và Arrow-3 mạnh hơn và đắt tiền hơn. Theo giáo sư Lewis, có thể hệ thống Arrow không hoạt động như mong đợi. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng Israel quyết định không bảo vệ Nevatim để dành các tên lửa đánh chặn cho hoạt động bảo vệ các trung tâm dân cư như Tel Aviv. Có thể là họ không có nhiều tên lửa Arrow-2 và Arrow-3 như vậy. Nếu điều đó là sự thật, thì Iran đã thành công trong việc áp đảo hệ thống phòng thủ của Israel, buộc Israel phải lựa chọn. Tôi đoán là họ không ưu tiên bảo vệ căn cứ này, ông Lewis nói. Mặt khác, ông Lewis lưu ý, dù hơn 30 tên lửa đánh trúng căn cứ của Israel, nhưng thiệt hại với căn cứ này vẫn hạn chế, ngay cả khi Iran sử dụng Fatan, tên lửa tiên tiến nhất của Iran. Điều này trùng khớp với những tuyên bố của Israel rằng cuộc tấn công tên lửa chỉ khiến căn cứ không quân của họ thiệt hại không đáng kể và không ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của không quân. Ngay cả những tên lửa này trông có vẻ chính xác hơn, về cơ bản chúng vẫn gặp khó khăn trong việc gây sát thương. Vấn đề là Iran có thể tấn công các mục tiêu quan trọng bên trong lãnh thổ Israel, ông nhận định. Cách Israel trả đũa Iran tiềm ẩn rủi ro.
các quan chức Israel tiết lộ nước này đang cân nhắc nhiều biện pháp đáp trả vụ tấn công tên lửa quy mô lớn chưa từng thấy của Iran, kể cả tập kích vào các mục tiêu quân sự, kinh tế hoặc cơ sở hạt nhân. Tel Aviv khẳng định chắc chắn sẽ trả đũa một cách mạnh mẽ và gây đau đớn. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon tuyên bố điều đó sẽ sớm xảy ra. Song các nhà phân tích cảnh báo Israel cần xem xét kỹ lưỡng vì mọi biện pháp đáp trả đều tiềm ẩn những rủi ro. Báo Guardian dẫn lời Fabian Hinz, một chuyên gia về Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh, nhận định phản ứng trực tiếp nhất của Israel nhiều khả năng là cố gắng tấn công cụm căn cứ tên lửa và máy bay không người lái UAV nằm ngầm dưới đất và trong một số trường hợp là sâu dưới lòng núi của Iran. Mặc dù quân đội Israel có thể ném bom và phong tỏa lối vào, nhưng những căn cứ này được thiết kế để chống lại tất cả các loại thuốc nổ thông thường mạnh nhất. Ông Hin cho biết việc tấn công có thể không ngăn chặn được những vụ tập kích từ các lực lượng Tehran trong tương lai. Giải pháp thay thế có thể là liên tục nhắm vào mục tiêu các căn cứ phòng không của Iran với quy mô lớn, bao trùm cả Tehran, Isfahan và các cảng trên vịnh Ba Tư. Nước Cộng hòa Hồi giáo được đánh giá có hệ thống phòng không tương đối yếu và dự kiến sẽ phải vật lộn để ngăn chặn tên lửa hoặc một cuộc ném bom của không quân Israel như từng xảy ra ngày 19 tháng 4. Ngoài ra, Israel có thể thực hiện một cuộc tấn công phức tạp hơn nhắm vào hệ thống sản xuất công nghiệp quân sự của Iran, ví dụ như dùng UAV oanh tạc một nhà máy vũ khí ở Isfahan, tương tự hồi tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, tất cả động thái như vậy đều có nguy cơ tính toán sai lầm, dẫn đến thương vong khôn lường. Giới quan sát cho rằng Israel có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran. Chính Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3 tháng 10 cũng tiết lộ Tel Aviv và Washington đang thảo luận về lựa chọn này. Mục tiêu được đề cập đến nhiều nhất là cơ sở Khan, nơi xử lý tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, với phần lớn trong số đó được chuyển đến Trung Quốc. Một cơ sở quan trọng khác là nhà máy lọc dầu Abadan gần biên giới với Iraq, nơi chịu trách nhiệm đáp ứng đáng kể nhu cầu nhiên liệu trong nước. Ông Hinz đánh giá, ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran tương đối dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn do nhiều năm cấm vận và trừng phạt quốc tế. Vì vậy, việc tấn công các mục tiêu kinh tế có thể để lại tác động lâu dài đối với Iran. Câu hỏi đặt ra là nếu Israel sử dụng biện pháp này, đây có phải là cách đáp trả tương xứng với cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa từ Iran tối 1 tháng 10 hay không? Quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết đã nhắm bắn các mục tiêu quân sự và 3 căn cứ không quân của Israel, dẫn đến việc căn cứ không quân Nevatim ở sa mạc Negev, miền nam Israel và trụ sở cơ quan tình báo Mossad bị hư hại nhẹ. Truyền thông địa phương cũng đưa tin một trường học ở phía đông thành phố Duyên Hải, Ashkelon của Israel cũng bị trúng tên lửa, khiến một lớp học bị tàn phá nặng nề. Ngoài ra, so với một cuộc tấn công trung lập vào các mục tiêu quân sự, việc Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở lọc dầu và kinh tế cũng nhiều khả năng kích hoạt động thái trả đũa dữ dội hơn từ Iran. Tham mưu trưởng quân đội Iran Thiếu tướng Mohammad Bagheri quả quyết nếu bị tập kích, Tehran sẽ đáp trả bằng cuộc tấn công tên lửa có cường độ quy mô lớn hơn và mọi cơ sở hạ tầng của Israel sẽ bị nhắm bắn. Đối với các vụ hạ sát có chủ đích và những biện pháp bí mật khác, một chiến lược khác cũng được nhắc đến là Israel có thể mở rộng hơn nữa chương trình hạ sát có chủ đích ở Iran. Khả năng này của lực lượng biệt kích và tình báo Israel dường như đã được chứng minh trong vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran vào cuối tháng 7. Theo tờ New York Times, họ đã kích hoạt một thiết bị nổ được bí mật lắp đặt 2 tháng trước đó tại nhà khách, nơi ông Haniyeh lưu trú trong thời gian dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Một số nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran cũng được tin đã bị Israel hạ sát, ví dụ như vụ giết chết chuyên gia Mohsen Pazizadeh bằng một khẩu súng máy điều khiển từ xa hồi tháng 11 năm 2020. Dẫu vậy, đối với nhiều quan chức, biện pháp này có vẻ là phản ứng nhẹ nhàng trước một cuộc tấn công tên lửa công khai. Bản thân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thề sẽ bắt Tehran phải trả giá đắt.
đối với các mục tiêu hạt nhân, các chuyên gia quân sự tin Israel không thể tấn công phá hoại mạng lưới các cơ sở hạt nhân của Iran nếu không có sự hỗ trợ quân sự trực tiếp từ Mỹ, nước đồng minh then chốt. Hai cơ sở hạt nhân trọng yếu Natan và Fordow, nơi nước Cộng hòa Hồi giáo đang làm giàu uranium với độ tinh khiết lên tới 60%, đều được xây dựng dưới lòng đất, bên dưới hàng chục mét đất đá và bê tông. Một bài viết đăng tải trên tạp chí của các nhà khoa học nguyên tử hồi tháng 4 viết, vũ khí thông thường duy nhất có thể phá hủy các cơ sở hạt nhân ẩn sâu dưới lòng đất của Iran là bom xuyên giáp khổng lồ GBU-57AP do Mỹ sản xuất với trọng lượng hơn 12 tấn và dài 6 mét. Chỉ có thể được vận chuyển bằng các máy bay ném bom cỡ lớn của Mỹ như B-2 Spirit. Mặc dù Israel có thể oanh tạc các địa điểm nhỏ hơn và gây trở ngại cho chương trình phát triển hạt nhân của Iran bằng cách nhắm vào các cơ sở sản xuất có máy ly tâm phục vụ quá trình làm giàu uranium hoặc các địa điểm tương tự như vậy. Nhưng động thái cũng tiềm ẩn nguy cơ trở thành động lực thúc đẩy Tehran tăng tốc nỗ lực sở hữu bom nguyên tử. Iran có thể coi việc vũ khí hóa chương trình hạt nhân của mình là lựa chọn duy nhất còn lại có khả năng đảm bảo an ninh cho chế độ. Các tác giả bài báo nhấn mạnh. Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ Biden cũng bày tỏ sẽ không ủng hộ một cuộc tấn công của Israel vào các địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng thúc giục Tel Aviv phản ứng ôn hòa hơn, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế để tránh xung đột lan rộng khắp Trung Đông. Đụng độ không thể tránh, Iran cảnh báo sang phẳng Israel nếu bị đe dọa. Iran đang chuẩn bị cho một cuộc đáp trả mạnh mẽ, sẵn sàng sang phẳng bất kỳ mục tiêu nào của Israel nếu nước này quyết định trả thù cho cuộc tập kích tên lửa mà Tehran thực hiện vào đầu tuần trước. Theo thông tin từ truyền thông Iran, kế hoạch phản công đã được lên sẵn để ứng phó với các hành động có thể xảy ra từ những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Một nguồn tin từ lực lượng vũ trang Iran đã tuyên bố rõ ràng, nếu Israel dám ra tay, chắc chắn chúng tôi sẽ đáp trả. Hơn nữa, Iran đã có trong tay danh sách nhiều mục tiêu của Israel và khẳng định cuộc tấn công tên lửa diễn ra vào đêm 1 tháng 10 vừa qua cho thấy sức mạnh của Tehran trong việc có thể tấn công bất kỳ đâu họ muốn. Đêm đó, Iran đã bắn khoảng 200 tên lửa vào Israel nhằm trả thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah và một tướng lĩnh Iran trong cuộc không kích của Israel vào Beirut, Lebanon. Phía Israel đã phản ứng cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn hầu hết các tên lửa, nhưng vẫn có một số căn cứ không quân bị thiệt hại. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng đất nước ông có quyền và nghĩa vụ phải đáp trả Iran. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Israel đang xem xét khả năng tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran, đặc biệt là các cơ sở dầu khí và hạt nhân. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, Washington ủng hộ Tel Aviv trong các hành động tấn công hạ tầng năng lượng Iran, nhưng không cho phép nhắm vào hạ tầng hạt nhân. Giữa lúc này, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran đã thăm một cơ sở dầu khí quan trọng, tuyên bố rằng nước này không sợ những đe dọa từ phía đối thủ. Các quan chức Iran tiếp tục cảnh báo rằng họ sẽ không ngần ngại trả đũa mạnh hơn nếu Israel thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào. Những đòn ăn miếng trả miếng này đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông, với nguy cơ dẫn đến khủng hoảng nguồn cung dầu toàn cầu. Cộng đồng quốc tế hiện đang kêu gọi các bên hãy kiềm chế và tìm giải pháp đối thoại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.